Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình để góp nhận top căn NFT các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link thứ nhất của mình, các bạn khai báo một cái email trên đây, trên web của nó các bạn. Wow. Rồi các bạn cũng điện ngay chim email vào Merget Entity Account này các bạn. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Ok, vậy là nó có hiện ra như là thành công các bạn. Đây là cái link ghép của mình nè các bạn. Các bạn copy link ghép này chia sẻ bạn bè cho người thân các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn click sang phần link thứ hai, mình mở cái Telegram mình đã chat chatbot nha. Khi mở link Telegram các bạn bấm nút start nè các bạn. Sau khi bấm nút start xong các bạn bấm direct Alili account nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn khai báo cái chỉ email các bạn đăng ký trên web nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Bot header của các bạn. Tiếp tục bấm set nha các bạn. Sao ở đây nó không có khai báo cái gì tên ta. Rồi các bạn bấm nữa. Submit my detail nha các bạn. Ok, như vậy là cái video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chính sách chờ nhận top căn NFT nha các bạn. Chưa, hiện tại nó chưa có bắt mình khai báo thông tin gì hết. Các bạn bấm what is money thì. Ok, bạn bấm vào Resale link nè các bạn. Thì các bạn lấy link ghép các bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm top căn nha các bạn. Video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn video. Những video tiếp theo từ mình nhé. Mình sẽ cập nhật thông tin.